Con chào cô. Ôi, chào chị gái. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Tôi là mẹ của tôi là Trịnh Thị Kim Liên, mẹ của Nguyễn Thị Nhật Tân. Bây giờ cháu nó đi tối, nó đi ăn tối đấy, từ lúc 6 giờ 5 giờ chiều ngày 7 tháng mùng 7 7 tháng 7 năm 2024. mà nó đi từ lúc tối là nó không thấy về luôn. Cô là quê quán ở đâu đây? Ở Thống Nhất, Đồng Nai, Phúc Nhạc, xã Tân Ba. Hôm nay cô về đây cùng với ai đây? Này là con chị, nó chị gái nó Nguyễn Thị Chị Nhật gái có Linh. thể giới thiệu chút về bản thân ha? Mình là tên là Nguyễn Thị Nhật Linh, là chị gái của em bị mất trước đây là Nguyễn Thị Nhật Tân. Nhà mình thì bố mình mất rồi, còn lại ba mẹ con ở nhà thôi, neo đơn với nhau. Nên là em mới đi từ buổi chiều 5 mà chiều ngày mùng 7 tháng 7 mà em mới đi đến nay là ở 3 đêm. Mà khi em đi chỉ có trên người em không có gì ngoài một bộ đồ màu đen, quần đùi đen, áo đen, nón bảo hiểm, mặc xe, trong cúp xe không có một cái gì hết, không có tiền, không có giấy tờ và không có điện thoại. Vậy là hôm nay cô cùng với con gái về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ vụ việc, đó là tìm con. Đúng vậy. Còn chị gái thì tìm em ha. Cô có thể nhắc lại là con gái nhà mình họ tên đầy đủ là gì? Họ đó là Nguyễn Thị Nhật Tân. Năm nay là chị Tân đúng không ạ? Dạ. Chị Tân năm nay là bao nhiêu tuổi rồi đấy? Năm nay sinh năm 1989. 35 tuổi. Dạ. Bỏ đi cụ thể là ngày ngày mùng 7. Hôm nay là ngày mùng Ngày 10, mùng 10, ba nay là mùng ngày. 10. Đi là có mang theo thứ gì đi không cô? Chỉ có đi có mỗi cái lá xì cồ với nó mang tiền đi ăn tối, thì không có một cái gì trong Lát người. xì cồ là cái xe hả? Dạ, lá xì cồ là cái xe. Nhưng mà không, không vì mình hôm đi là ngày mùng 7 tháng 7 là chiều chủ nhật. Đi em đi như vậy là em có lên xã Phúc Cường để ăn một tô bún, thì có người đã nhìn thấy em. Nhưng mà em có cái thói quen là từ lúc bị bệnh là hay chạy xe ngoài đường, chắc là cho chạy quá quá đường mà không biết đường trở về. Mà em cũng không có nhớ được bản thân mình ăn sống ở đâu. Trước kia em không bị thì bạn bè của em có nhắn tin đến hỏi là chị ơi Tân ở trước đâu có bị vậy. Em bị khoảng 5 6 năm nay thôi. Trời đất ơi. Tức là ai đến mua hàng em vẫn bán, nói chuyện với lại người ta, không không ai là nghĩ là em bị bệnh. Nhưng hàng xóm xung quanh đều biết em bị bệnh. Cũng có những lúc em hò hét rất là to mà em nói chuyện em chửi bới, chứ cái mẹ con em buồn phiền lắm. Mình anh la hét vậy hả? Mình em la hét vậy, mình em chửi bới một mình vậy. Là bị 6 năm nay rồi. Dạ 6 năm cũng đã đi chữa bệnh, cũng đi. Mình gia đình mình là đạo Thiên Chúa nhá, nhưng mình vẫn đến các chùa chiền, bất kể ai chạy kể gì hay là cúng kiến gì mình đều làm hết. Và mình cũng đi đến các cha cũng khuyên rồi, cha cũng làm lễ ngoài kia, nhưng mà không khỏi. Đi bệnh viện thì không khám ra bệnh, không ra bệnh, đi cả bệnh viện tâm thần nữa mà cũng không có ra bệnh. Bác sĩ bảo thần kinh rất là ok, mà đi đến cha các thầy bùa là người ta cũng bảo là không có bị gì hết, tại vì em đọc kinh rất giỏi. Chỉ có lúc nào ông phát bệnh nên là em hò hét là chỉ trong gia đình mình thôi. Ôi trời ơi. Vậy là 5 6 năm về trước gia đình nhà mình có cái chuyện gì xảy ra không? Không có gia gì đình cũng chị, chẳng có gì, bình thường thôi bình à. Thường có gì. Tự người nó phát bệnh ra vậy thôi. Chị gái này trước kia có yêu thương ai không? Không ai, không yêu ai cả. Trước giờ chưa yêu ai à? Cả hai chị em cũng không có yêu ai hết, không quen quy ai. Là vậy này, mà nó cũng không tiếp xúc với nhiều người mà không có bạn bè chú ạ. Rất là ít bạn bè. Không có bạn nghỉ bè học là thôi luôn. Có cái cú sốc nào không? Không. Tất cả mọi thứ bình tĩnh, bình thường. Bình thường hết. Và bỗng dưng thì con tự gái của nhiên cô nó bị vậy. vậy. Vâng. Và gia đình nhà mình cũng đi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đi khắp ở tìm nơi chỗ mọi nào phương cũng vậy. pháp, rồi đúng không ạ? Mà cũng chẳng hết rồi. Nhưng mà thương nó là nó khôn ngoan, nhưng người ta thì không 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 nói làm gì. Đằng này nó bệnh tật vậy, nó đi chỉ có sáng thì xin mẹ 30.000 ăn sáng, chiều lại xin mẹ 35.000 tiền uống trà sữa, còn tối thì chị cho. Thời gian gần đây thì em thì đông ra cái túc em lười tắm rửa, có khi mấy ngày em không có tắm, nên là mẹ với chị phải dụ dỗ rồi phải dẫn vô nhà tắm, phải bắt phải tắm. Thì em phải bảo tắm xong thì chị cho 100.000, lần 100.000 đấy đi buổi tối là ăn được nhiều món, hay là em muốn ăn uống cái gì đấy. Mình chỉ muốn em mình nó thơm to sạch sẽ đi ra ngoài đường thôi, chứ mà mình hứa cái gì với nó là mình phải làm với nó. Trước giờ em của chị đã từng bỏ nhà đi như vậy chưa? Có, cách đây 10 năm, 12 năm. 12 năm trước em có đi, nhưng lúc đấy em không có bệnh gì hết. Và trên người của em lúc đấy em đi là em có viết giấy ở lại, là lúc đấy là em buồn bố. Bố la em. Thì hôm sau nó viết giấy nó đi thì cũng chỉ đi một tuần, nhưng mà lúc đấy em đi không, trên đi có 3 ngày. Đi có 3 ngày thôi. Thì nó về thì nó cắt hai cái chiếc vòng xi men nó bán thì nó cũng có tiền nó ăn, còn đợt này là nó bị nặng quá. Đợt này hồi đi đấy là không có bệnh tật gì hồi hết. Đấy đi là khỏe mạnh bình thường. À. Về nhà là còn bảo bố ơi con về rồi, là bố mừng, bố anh bố con ôm nhau khóc.
còn bây giờ là em thực sự trầm cảm rồi, em không nói chuyện với một ai hết, ngay cả mẹ hỏi hay chị hỏi cũng chỉ ừ hử cho xong, chứ mà không ấy. Còn hôm mà em đi là ngày mùng 7 tháng 7, thì sáng ngày mùng 8 là gia đình đã phiền muộn, nó đã đăng lên trang SOS của Gia Kiệm Thống Nhất rồi, và nhờ cả trang Giao Vặt Gia Kiệm người ta cũng đăng lên đi tìm em. Và Hạo Hàn cũng như là em đã bảo là không còn cần sĩ diện thì còn cần gì hết, chỉ cần con về thôi. Lúc đấy em buồn lắm, đi bán hàng xong là đi về sớm, thu dọn về sớm là mà không có ruột gan nào mà ngồi mà bán hàng cả. Thôi đi về thì mới bắt đầu là mới chia sẻ lên, mới nhờ cái trang SOS đấy, là nhờ cái anh đấy anh đăng hình lên. Nhưng mà cái hình đấy là hình một trước em còn đang đẹp ra là ấy, còn bây giờ em hiện tại là như thế này, em đen và mập, em đi trong mấy ngày nay không biết em có còn không nữa thì mình không biết. Đây là hình hiện tại của em, nếu mà mọi người nhìn thấy ở đâu thì làm ơn liên lạc và giúp đỡ để cho em và con được về nhà. Vì nó khờ gạo, nó không có giống như người ta mà nó khôn ngoan, nó biết vào cái nhà nào hay cái chỗ nào đấy để nó xin ăn, hoặc là nó xin tắm rửa, hay là nó xin ngủ nhờ, thì thương là thương ở cái chỗ là nó, chỗ đó. Và không có nhờ mọi người là cứ chia sẻ thật nhiều lên, để cho mà có ai vô tình mà nhìn thấy thì ngày hôm sau là ngày mùng 8 tháng 7 là có một cái ăn ở núi Gia Kiệm ấy. Thì anh gọi điện lúc đấy là 1 giờ 9 phút. Thì anh bảo là chị có phải cả là mẹ, cô có phải là mẹ không, gọi cho má em mới bảo là cô có phải là mẹ không, má đưa điện thoại cho em nghe. Thì em mới bảo này đúng rồi, mình là chị đây. Có nhìn thấy con bé đấy, nó mặc bộ đồ đen, quần đen. Nó đang dắt cái xe Lexico ấy. Mà khi ăn là em có cái thói quen là hay rung đùi. Bảo đúng rồi, đúng là nó rồi. Tại vì anh mới bảo này, đã nhìn thấy con bé này đi ăn mấy lần ở mấy quán ở trên Thanh Sơn rồi. Thì cũng bảo đúng rồi, vậy là nhìn thấy ở đâu. Bảo nhìn thấy ở ngã ba Tân Phong, thì cái đường đi đến Vũng Tàu Cẩm Mỹ đấy. Thì anh bảo là nhìn, anh mới hỏi là nhìn thấy lúc mấy giờ. Anh bảo nhìn thấy lúc 10 giờ. Nhưng mà đến 1 giờ anh bấm điện thoại, anh đến nhà bác anh ở Vũng Tàu, anh mới bấm sợt điện thoại ra, thì anh mới nhìn thấy cái tin này, anh mới báo cho gia đình. Thì đến lúc gia đình ra đến nơi là 2:30 gần 3 giờ, cũng đổ xô anh em 4 chiếc xe Honda đi tìm, hàng xóm họ cũng đi tìm cho, nhưng mà mất dấu của anh ạ, không biết là em nó đi đâu. Nhà tới Bà Rịa luôn, mẹ và chú cũng ra tận Bà Rịa, cũng theo cái con đường đấy mà em cũng ra đấy. Em hình cho em xác nhận với người ta là sáng hôm nay mọi người, chú ngồi ở đây, chú bán xe ở chỗ ngã ba đây, chú bảo có con bé nó mặc quần đen, nó đen, nó dắt cho cái chiếc xe Lexico màu trắng đen. Hiện tại mấy ngày thì không biết là còn giữ xe hay là nó vứt mẹ bên đường thì cũng không biết, tại em không có thói quen hay vứt xe bên đường. Dạ. Xe đó là màu gì? Màu trắng đen. Biển số là 8092 60B94892. Xe đó là ai là chủ sở hữu đây chị? Nó sở hữu. Vậy là em gái nhà mình trước khi bỏ đi là ở nhà là bán tạp hóa. Bán tạp hóa. Ngày nào nó cũng bán tạp hóa. Có ai ở nhà bán kèm phụ không? Không có, mình nó bán là nó mua hàng nó bán lấy tự nó. Ôi trời đất ơi. Cái đó là bình thường thì em ai nói chuyện mà bạn mua hàng của em không nghĩ em như vậy, nhưng mà những người họ biết, họ nghe thấy hàng xóm họ biết. Tức là thường thường là em nhà mình là có hay lên cơn không? Có, chỗ này lên cơn rất nhiều nhá. Thường xuyên hả? Mình dạ. Có thuốc men gì điều trị không? Nó không uống thuốc. Không chịu uống hả? Thuốc. Nó ốm đau, nó ho cả tháng, nó ho một tháng thì nó muốn hói, muốn ho thì nó cũng không uống thuốc để tự khỏi. Tự khỏi tại cái đề kháng của nó quá khỏe. Bình thường là lên cơn là những cái dấu hiệu như thế nào? Nói năng làm nhảm, cười một mình. Em nhà mình là cao 1 mét mấy đây chị? 1m68. Nặng nhiều ký? Chẳng biết nó mập vậy, nó có cân đâu biết. Cỡ phải 80 bây giờ. 80 thì nó mập vậy mà. Có cái dấu hiệu gì dễ nhận biết bên ngoài không? Chẳng hạn như sẹo hoặc nốt ruồi hoặc như thế nào? Không có nốt sẹo gì hết, nó chỉ có vậy. Hình nó làm sao là người y như vậy hết. Vậy thôi đúng không ạ? Bây giờ là cô là mẹ. Và đặc biệt rằng là cái thời gian vừa rồi cô mới gặp cái chuyện rất là buồn đúng không ạ? Tới giờ phút này cô đang lo sợ nhất con mình gặp điều gì đây? Sợ nhất là sợ là gặp kẻ xấu đi chú ạ. Thôi nhờ cộng đồng thì nếu mà đỡ cho gặp thì hễ mà gặp cháu thì giữ cháu nó lại, báo công an đi thì báo cho gia đình lên để đón cháu về, thì rất là mừng. Mà cảm ơn cộng đồng thôi, chứ còn bây giờ mẹ con chẳng biết làm gì được thì thấy nó tội nghiệp lắm. Cô phải nói một cái điều gì đó với con gái của cô đi. Tân ơi, mẹ nhớ con lắm, con cứ ở đâu con về với mẹ với chị nhá. Mẹ đau khổ lắm con ơi. Mẹ thương con lắm. Con ơi, gia đình chỉ có ba mẹ con thôi. Con ở đâu con về với mẹ con ơi. Mẹ rất đau khổ mà chị con cũng đau khổ lắm con ơi. Con ơi, con ở đâu?
rất thương, thật sự rất thương cô chú. Đâu con ơi, mẹ thương con quá con ơi. Con ơi, mẹ của em đã rất là cực khổ. Mẹ em khổ thì kêu anh cái sự đau khổ, cái đau khổ vất vả má em chịu thì cả cái xóm cái xứ nó cũng biết, chứ không phải riêng là một mình gia đình nhà họ mình biết, cả cái xứ đấy nó đều phải thương. Mà mẹ em rất là hiền lành, không có gây cho ai, không làm mất lòng một đứa con nít, là mọi người cũng đã hiểu rồi, sống rất là biết điều luôn. Nếu mà nói trong họ Hàn đấy là phải họ chưa, con dâu là đi cái làng là không có ai có được con nít. Chị hãy nói một cái điều gì đó với em gái mình đi. Tân này về đi, về đi nhá, nhà chỉ còn có ba mẹ con mình thôi, bố mất rồi, bà mất rồi, chị sống cái đời này chỉ để lo cho mẹ mày. Mẹ chết, mày chết, tao cũng muốn chết, tôi không có muốn sống ở trên đời này làm gì hết, tao cũng không cần những cuộc sống thế gian này, tôi chỉ sống cho lo cho mày với cho má, cho xong hết cái vận sự cuộc đời con người của tôi thôi, là tôi chết là cũng được, về đi em ơi. Thôi, ở hôm nay mình cũng xin cộng đồng mạng, mọi người giúp đỡ mình, hễ mà có nhìn thấy em ở đâu thì xin hãy giữ em lại hoặc đưa thẳng em lên công an, vì mình cũng đã trình báo với xã, công an xã Gia Tân Ba rồi, thì xin mọi người thương xót, vậy là mà thương xót cho gia đình mình tìm được em của mình, hãy giữ nó lại và đưa đến công an cũng được. Mình cảm ơn rất là nhiều, mình phải nói là mình chân thành, mình cảm ơn vô cùng. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn, và tới giờ phút này cả mẹ cả chị gái khóc nghẹn. Theo như bản thân em, có phải em nói này có đúng không? Có phải là chị chấp nhận chị hy sinh cái hạnh phúc của chị để chị chăm lo cho mẹ cũng như cho em? Mình cũng không cần lấy chồng. Mình chỉ muốn, mình đang muốn nói với mẹ này, cả cuộc đời này mình, nếu mà mẹ bị bệnh, em bị bệnh, đặc biệt là mẹ mình, thì mình đã chứng kiến những cái đau khổ mà mẹ mình đã phải chịu. Mẹ mình vất vả và cực khổ vô cùng, nhưng sống rất rất là bao la và vương giúp đỡ người. Nếu mà nói là sự giúp đỡ và quan tâm đến người khác, người nghèo, người già thì bà rất là vô biên, vì mình sống và được nuôi dạy bởi bà nên là mình cũng đi cũng sống y như vậy. Bà nói ở trên chợ Búc Cường, nếu như bọn mình bán ở tại chợ Búc Cường nhá, mình bán rau ở chợ Búc Cường đã được hơn 20 năm rồi, thì ai có gặp mình cũng biết, đối với người già mà đến là mình cũng không muốn lấy tiền của họ, có những người đấy họ vẫn làm chứng cho mình, vì họ già rồi, họ không có khả năng để làm ra tiền. Mình cũng trong khả năng của mình, mình vẫn bảo với những người là nếu mà muốn đến ăn rau ấy thì cứ đến đây con cho, con cũng không có lấy tiền, con giúp được cái gì thì giúp, ăn bao nhiêu thì kệ, đắt thì cũng cho, không có quan tâm giá cả hay là tiền bạc. Rất cảm ơn chị, cảm ơn tấm lòng của chị rất nhiều ha. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là câu chuyện rất buồn và rất nghẹn lòng, bởi vì từ đầu tới đuôi tới giờ phút này câu chuyện thì thật sự khi mà bản thân em ngồi đây em chứng kiến được cái câu chuyện, cũng như là em lắng nghe em chia sẻ của một người mẹ và một người chị, thì thật sự bản thân em rất là xúc động. Nên rất mong rằng video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm kiếm được cái thông tin, biết được chính thức chị gái này đang đi lạc hoặc đây ở phương trời nào đó, đặc biệt là khu vực phía Nam. Bây giờ thì mình không thể nói là ở Đồng Nai được, có thể là đi lên Sài Gòn, Tây Ninh, nói chung là các tỉnh lân cận phía Nam. Nên rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa để anh em tìm sớm được cái thông tin của chị, để giúp chị sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Thật sự đây là câu chuyện rất buồn, gia đình thì chỉ có 3 người, mà đặc biệt là 3 người phụ nữ, mà tới giờ phút này thì mẹ cũng đã già rồi, mà một người chị thì có thể là chị hy sinh rất nhiều để vì mẹ, vì em. Và cái tâm nguyện của hai mẹ con hôm nay về đây nhờ anh em là sớm tìm lại đứa con cũng như em gái để về để chăm sóc, bởi vì rất là thương, rất là lo lắng. Nên mà là cô chú chị có thấy chị gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp chị gái này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Đặc biệt rằng là chị gái này không được bình thường, nên rất mong rằng video này cô chú anh chị có thể là giúp đỡ, chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ hơn những video khác, để hy vọng một ngày gần nhất anh em sớm tìm được ra chị này. Gia đình nhà mình còn điều gì chia sẻ đâu? Dạ không, chỉ cần như vậy, chỉ cần tìm được con thôi. Bây giờ thế mà những anh em nào mà giúp đỡ mà tìm được cháu thì cũng xin hậu tạ. Chú cứ nói vậy. Hậu tạ ở đây là hậu tạ tất cả các cô chú anh chị, khi mà ai là người đầu tiên báo tin và tin chính
chính xác nhất là thấy con gái nhà mình thì gia đình nhà mình hậu tạ, đúng không ạ? Còn ở đây là hậu hỷ. Còn ở đây là anh em là đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nó giúp đỡ hoàn toàn miễn phí, không cần hậu tạ nhá. Dạ thưa cô chú anh chị, thì theo như là nguyện vọng của cô là một người mẹ, thì tâm nguyện của cô mong muốn tìm lại con của mình, thì cũng có nhờ tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, nếu ai mà phát hiện sớm cũng như là biết và giữ biết lại, được giữ lại chính thức chính xác là chị gái này, khi gia đình tới thì gia đình cô sẽ có hậu tạ cho cô chú anh chị đó một chút gì đó để mình cà phê cà pháo. Dạ rồi, thì hôm nay hai mẹ con cô từ Đồng Nai để về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con và tìm con gái. Thì cô và chị gái có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con cũng như tìm em không? Không còn gì phải xấu hổ ấy, thì cần người về được rồi. Thương em thấy chị là một người chị gái rất là thương em gái mình ấy. Nhưng mà trước giờ là mình không có nghĩ đến cái chuyện hạnh phúc của riêng tư của mình hả? Mình không tin vào cái thứ gì gọi là tình yêu cả. Ô sao kỳ ạ? Ừ, mình không thích kết hôn. Tức là bản thân chị là từng va chạm chưa? Không va với một ai hết. À vậy hả? Tức là mình không tin ha? Mình không tin về tình yêu, mình không thích như vậy. Dạ. Yeah. Nếu mà mình kết hôn thì mình không lo cho gia đình của mình, vì mình chỉ chăm chú cái gia đình nhỏ của mình thôi. Đó, thì đó là chị hy sinh bản thân chị đấy. Không phải là hy sinh. Không phải hả? Thì mình cũng chưa làm được gì cho gia đình của mình hết, tại vì tất cả mọi thứ đều là trong tay của mẹ. Ngay cả bản thân mình bây giờ dù đã làm ra tiền, nhưng mà mỗi lần đi khám bệnh vẫn là mẹ cho tiền. Vậy là công việc chính của cô làm gì? Buôn bán vớ vẩn vậy thôi. À, cả nhà mình ba người phụ nữ buôn bán đều rất giỏi ha. Bán thì cũng được vậy thôi, vì từ hồi Covid đến giờ thì buôn bán không bán được như hồi ế trước. Ế ẩm ế lắm. Chị là bán có gần cái chú Minh Dâu hay anh Minh Dâu gì mà hay cho rau gì không? Dạ không. Không hả? Bán ở chợ Phú Cường. Ở Đồng Nai cũng có anh Minh Dâu gì đó. Con có xem trên các trang mạng nó cũng hay cho rau những cái người hoàn cảnh khó khăn lắm. Mà không phải, em còn bán ít hơn ông nhiều, em bán ít lắm. Em ít chỉ gọi là cái rơm cái rác của những người đi buôn thôi. Kệ đi, nhỏ hay to vẫn là kinh doanh, nhưng mà mình có cái tâm tốt là được rồi. Như chị chia sẻ vừa rồi là chị còn cho người ta rau này, thế này thế kia là em cái này lấy là cho rồi. Chứ một không phải là cho hết tất cả mọi người, nhưng mà là cho những người già khó khăn, đúng khó khăn họ chứ, có đến chứ mình mà bây giờ thay vì 10.000 thì mình chỉ lấy 3.000, 5.000 vậy thôi. Còn là những người khó khăn hơn nữa thì vài ngàn đồng thì thôi thích ăn, ví dụ như muốn cháu ơi hôm nay muốn ăn gọi thì thôi gói cho mình bọc cái vượt, cảm thấy họ ăn bao nhiêu thì họ sẽ bốc bấy nhiêu, chứ mình không quan tâm thế như đây. Lời thì đã lời rồi, mà lỗ cũng đã lỗ rồi. Giàu thì cũng giàu rồi, nghèo cũng đã nghèo rồi. Đúng không? Đấy. Mình cứ sống tốt đi, đúng không ạ? Sống tốt là ông trời ông thương. Dạ rồi, thì cuối video chúc cho hai mẹ con cô thật nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con gái của cô sẽ quay trở về trong nay mai nhá. Vâng. Và một cách bình an nhất nhá. Con biết hiểu được cái tâm trạng là bản thân cô cũng như chị gái là sợ rằng là con gái của mình không biết đi ra ngoài ăn uống như thế nào ra sao, đặc biệt là khi tham gia giao thông. Một người bình thường mà lại đi xe máy nữa thì rất nguy hiểm, đúng không? Em của em ấy, thì tất cả mọi người đều biết, không công an nào bắt được nó hết, tại vì nó chạy có 10 với 20 thôi. Nó chạy rất cẩn thận, nó chạy chậm lắm. Nhưng mà đôi khi sợ rằng là trong người có bệnh kiểu như vậy á, sợ là không, nó ra đường nó rất là bình thường. Sợ rằng là không được ăn uống đầy đủ này. Đấy thì có rồi là thì mưa gió nắng mưa thất thường ảnh hưởng đến sức khỏe. Sợ đủ mọi thứ, sợ nói chung quy chợ. Sợ bị bắt đem đi các kiểu này, sợ chỉ sợ gặp người xấu thôi, chứ còn bây giờ đói khát cũng chưa sợ cho lắm. Yeah. Thì sợ gặp những người xấu thì nói thật với cộng đồng đi chú, chứ còn bây giờ nếu con của tôi nó có chết thì họ nhìn thấy xác mà tôi về tôi làm mạo tôi cũng đỡ đau khổ. Thôi cô đừng suy nghĩ quẩn vậy nha, đừng suy nghĩ những cái điều không hay vậy. Dạ rồi, con xin phép chào cô, chào chị gái. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.